À, vâng, chào các bạn đến với môn lập trình Android thiết kế giao diện. Thì bây giờ chúng ta đã đến cái phần cuối cùng rồi, đấy là chúng ta làm một ứng dụng hoàn chỉnh, chính là bài assignment. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ xem qua cái bài, nó là bài quản lý thu chi nhỉ. Tức là chúng ta sẽ làm như này, lập trình đúng không? Tức là thứ nhất là lập trình ứng dụng Android hoàn chỉnh. Rồi, ok. Tên ứng dụng này, đấy là quản lý thu chi. Ok, quản lý thu chi. Như vậy là công nghệ này, đã sử dụng này, sử dụng Android Studio. Cơ sở dữ liệu là ta dùng SQLite. Rồi, để trực quan hơn thì mình đã code xong cái ứng dụng rồi. Bây giờ mình sẽ để các bạn xem khi chạy lên thì nó như thế nào. Đây, chúng ta sẽ có đây. Ví dụ như là khi chạy lên ứng dụng như thế này, mình sẽ stop, mình chạy lại. Đây, các bạn theo dõi đây. Như này. Ok, khi khởi động thì ứng dụng nó sẽ có hình ảnh như thế này nhé. Rồi, hiểu vì sao nhỉ? Rồi, clean project đi. Chúng ta sẽ chạy lại. Rồi, làm ta xem thực hiện như nào. Đó là khi khởi tạo lên ứng dụng nó sẽ như vậy. Rồi. Hôm nay thì mình sẽ không có thời gian để chúng ta có thể code một cái ứng dụng dài, nhưng mà chúng ta sẽ giới thiệu về cách chúng ta lập trình ứng dụng là như thế nào. Nào, bây giờ APK đang cài đặt rồi, và sẽ xem là cái giao diện trực quan của ứng dụng nó sẽ như thế nào. Chúng ta nhìn đây nhé. Cảm giác như là để mình xóa bớt cái này đi. Có lẽ mình phải tắt cái máy ảo đi rồi chạy lại. Các bạn chịu khó chờ một chút để ta xem cái nội dung của cái ứng dụng đấy nó như thế nào. Rồi, giờ chạy thử đi. Đang ngồi ta theo dõi xem có xuất hiện lỗi không. Nào, chúng ta đã rồi, ok, đã khởi khởi tạo đâu như này. Chúng ta có một cái menu như thế này các bạn nhé. Có khoản thu này, khoản chi này, thống kê này, giới thiệu này, rồi khoản thu, rất nhiều khoản thu đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái fragment
khoản thu, phát một loại thu đúng không? Chúng ta có thể thêm vào như thế này. Ok, thêm vào khoản thu này, chúng ta ví dụ nhập khoản thu là K3 đúng không? À, bây giờ ta nhập này nhé, tiền biếu xé, tiền biếu xén này, à rồi biếu, nhận tiền biếu, à, hay là khoản thu là khoản lương này, thưởng này, thứ ba là hay là làm ứng dụng Android này. Thêm như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là ở cái phần khoản thu này, này chúng ta sẽ có là ba loại khoản thu đúng không? Loại thu chi tiết là gì? Tiền lương, tiền thưởng và gì? Tiền làm ứng dụng Android nhỉ? Bạn có thể sửa cái loại khoản thu như thế này đúng không? Cập nhật thông tin xong xác nhận gì đó nhé, hoặc xóa nó đi. Ok, tương tự loại thu cũng thế, chỉ có thể sửa thôi, không thể xóa được bởi vì cái khóa của nó là gì? Là ở khoản thu cơ. Ok, như vậy đấy là phần khoản thu. Tương tự khoản chi này đúng không? Khoản chi thì chúng ta có loại chi rồi đúng không? Ta có là phí chơi tennis này đúng không? Phí mua quần áo, thêm là khoản chi này C2 nhá. Phí mua quần áo mới. Rồi, như vậy chúng ta đã có nó phi ra thẳng cái tab thống kê nhỉ? Thu cái gì và chi cái gì nhỉ? Chúng ta có thể xem lại cái phần khoản chi. Ở đây chúng ta thấy là khoản chi đây, loại chi đây. Ok, đấy chúng ta dùng tất cả là fragment hết. Ok, và chúng ta đưa ra phần gì? Thống kê nhé. Rồi, cái tab giới thiệu thì nó rất là đơn giản, không có gì cả. Tạo một cái navigation bar vân vân. Ví dụ thế đúng không? Và cuối cùng là thoát. Như vậy đấy là chức năng của nó nhé. Như vậy để lập trình cái này thì bạn làm như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ, các bạn chú ý là chúng ta sẽ phải thực hiện, chúng ta xem qua cấu trúc ứng dụng của nó và những cấu trúc ứng dụng này. Nhá. Cấu trúc ứng dụng thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện là, các bạn để ý này, ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ phải thực hiện là có những cái item, các cái hình ảnh đã, bạn download về những hình ảnh như cái hình ảnh này thì tức là để chúng ta thực hiện tạo các background hay là những cái icon nhé, lấy tất cả hình ảnh này về download trên mạng rồi vứt vào đây nhé các bạn nhé. Các bạn nên để là hình ảnh dưới dạng là PNG. Ok, tạo hình ảnh này. Rồi xong rồi. Đấy, đầu tiên là như thế, như vậy rất rõ ràng. Và chúng ta đầu tiên chúng ta làm nhất là bước 1 này. Bước 1 là gì? Tạo các icon phục vụ ứng dụng. Ok. Rồi. Sau đó gì? Copy vào phần drawable nhá. Yeah. Ok. Cái thứ hai là chúng ta thiết kế cấu trúc ứng dụng. Thiết kế cấu trúc ứng dụng. Bước 2. Thiết kế cấu trúc ứng dụng. Rồi, cấu trúc ứng dụng đây bạn nhìn thấy này, có này, adapter này để chứa các file adapter, fragment để chứa fragment này, model để chứa các cái file các bảng cần thiết. SQLite là để dùng chúng ta tương tác với database. Nhỉ? Ngoài ra chúng ta có thêm những cái fragment này để chúng ta load lên nhé. Cái main activity 2 này là không có gì. Elementity VT2 này có thể là chúng ta xóa đi bởi vì là nó không cần thiết. Ok, như vậy là trong cái phần này, cái phần Elementity 2 các bạn có thể xóa đi. Này, chúng ta xem một phần layout. Cái này nãy mình làm thừa ra. Ok, nào ok, bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái cấu trúc này, chúng ta sẽ mở rộng ra để chúng ta xem này. Như vậy phần SQLite thì ta làm cái gì? Đây, nhìn cái cấu trúc ứng dụng trước. Phần adapter này, ta có này. Đầu tiên ta xem, đầu tiên là phần model. Ta sẽ thiết kế model trước nhé. Thiết kế model là bước 3 này, thiết kế model. Thì bạn chú ý là model ta sẽ có này, khoản thu này, khoản chi này, loại thu, loại chi, thống kê thu, thống kê chi, nó tương ứng với cái này. Đây này, tương ứng đây, khoản thu này đúng không,
đấy, tương khoản thu này, loại thu này, tương tự này, tương với khoản chi và loại chi đúng không, vân vân thế. Ok, khoản chi này, loại chi này, rồi ok. Như vậy chúng ta đã có cái thiết kế mô đồ, ta có đầy đủ những cái thành phần như thế. Rồi, tương tự với mô đồ nhé, thì chúng ta sẽ thiết kế cái database. Bước tiếp theo là thiết kế database, tức là mô đồ của bảng nào thì database có cái bảng đó đúng không nhé. Ta có bước 4 này, thiết kế database. Rồi, các bạn sẽ mở phần database chỉ có mỗi một file này thôi các bạn nhé. Ok, tiếp theo này chúng ta sẽ thiết kế các fragment nhé, thiết kế các fragment. Rồi bước 5, thiết kế các fragment. Rồi fragment thì chúng ta sẽ có này, các bạn nhìn ở đây nhé, ta có này fragment khoản chi, fragment khoản thu, fragment gì loại chi, fragment loại gì loại thu nhá, để tương ứng với bốn cái fragment ở bên kia các tab nhỉ. Ok, bên cạnh đó tức là khoản thu, khoản chi, loại thu, loại chi biết rồi đúng không, bên cạnh đó chúng ta thiết kế thêm các fragment khác để nó liên kết với view page g. Ta có này, fragment 1, fragment 2 và fragment 3 để liên quan đến kết đến view page g các bạn nhé. Đấy, như vậy ta có này, fragment khoản thu, khoản chi, khoản thu, loại chi, loại thu và các fragment để liên kết với view page g. Ok, đương nhiên bên cạnh đó phải có cái gì, cái page g adapter nhỉ. Đấy, cái file này là file gì, file khởi tạo khi chạy ứng dụng lần đầu tiên nhé, chạy ứng dụng đầu tiên đây. Các bạn, và cái file này là file main thì file activity, như vậy là gì, cái này gọi đầu tiên này nhé, xong cái này gọi main activity này, cái này gọi đầu tiên này là số 1 này, thứ hai là tự động load lên main activity đúng chưa. Ok, main activity thì nó sẽ load lên cái fragment view page g này nhé. Đấy, ok, đó thì đây là cái toàn bộ cái cấu trúc về Java nhé, bạn nhìn thấy nhé, các bạn phải tạo như thế. Bên cạnh đó thì có cái Android manifest thì chúng ta cũng chưa cần xem nội dung vội, người ta biết là các loại các cái thành phần đã nhé. Tiếp theo bạn phải thiết kế cái tiếp theo, đấy là bạn quan tâm đến cái thiết kế tiếp theo này. Đương nhiên là ở cái phần mà layout này nó sẽ tạo tương ứng nhé, nó tạo tương ứng những cái thành phần đó thì nhỉ, tạo tương ứng những cái thành phần đó, nhưng bạn cứ xem qua là nó có những cái gì. Ví dụ ta có này, phần giới thiệu đúng không, phần launching này nhá, phần main này, app ba main này, main content này, dialog chi này, dialog sửa này, dialog thu, dialog xóa này, fragment 1 này, fragment 2, fragment 3 này, khoản chi, loại chi, khoản thu, loại thu đúng không. Sau những cái đấy là ta tạo, là tự nhiên nó có rồi, chúng ta sẽ có list item khoản chi là ta phải tự tạo này, list item khoản thu này, list item loại chi, list item loại thu, thống kê chi, thống kê thu, vân vân, và cái nav menu. Ok, thì đây là toàn bộ cái phần layout bạn quan tâm. Tiếp theo ta có những phần menu này, các bạn phải tạo tiếp theo là những phần menu. Ok, thì chúng ta sẽ khi bạn tạo thì nó tự động nó sẽ tạo các menu thôi đúng nhá, chứ không có gì đặc biệt cả. Rồi, ta sẽ có tần này cái file. Rồi, tiếp theo cái phần mipmap này chính là cái phần hình ảnh, bạn đưa vào đây nhá, có hình ảnh thì đưa vào đây nhá. Đây là toàn hình ảnh thôi, thì bạn có thể copy những hình ảnh nào đấy bạn đưa vào đây cũng được. Ok, toàn hình ảnh này. Yeah. Rồi các phần value thì chúng ta sẽ có là phần color này nhá, dimension này, rồi drawable string nhá, và các phần style. Ok. Đấy. Như vậy là toàn bộ cái cấu trúc là chúng ta đã ok rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành xem nhá. Tiến hành xem chi tiết code này. Ok. Bước 6 này. Chúng ta tiến hành là tạo nhá, các thư viện trong Gradle. Rồi, thì bạn nhìn qua thư viện trong Gradle này nhé. Rồi, mở ra cái này. Chúng ta sẽ xem cái phần Gradle trước. Rồi, ok. Đây, mở lại cái cấu trúc của nó như thế này, đúng không? Ta vào phần Gradle này. Thứ nhất là phần Gradle của
bình thường mặc định cái chỗ này không sửa gì, khi bạn tạo lên nó sẽ mặc định như thế này. Tiếp theo đây chúng ta sẽ có cái nội dung như thế này nhé. Thì các bạn chú ý là ở đây các bạn kéo thả thôi, các bạn kéo thả thôi thì nó sẽ tự động nó ép những thư viện này vào nhỉ, tự động ép những thư viện này vào. Tuy nhiên là các bạn cũng nên nhớ ở đây là có tận hành những thư viện nhé, và bạn dùng ở cái phần mới nhất nhé. Rồi đây nhé, thư viện này, ok thế thôi. Tiếp theo chúng ta xem qua cái phần main activity, chúng ta xem qua phần Android manifest để chúng ta hiểu là cái gì chạy trước. Ở đây chúng ta sẽ dùng gì launching screen chạy trước các bạn nhé. Rồi ok đó. Nào bây giờ chúng ta tiếp tục này, chúng ta sẽ đi vào cái phần là xem chi tiết, đúng không, xem chi tiết của những phần khác. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem chi tiết của phần là model nhé, bởi vì nó là làm trước, nó sẽ có khoản chi này. Ok ok, khoản thu này, ok loại chi này, rồi loại thu này, rồi thống kê chi này, rồi thống kê thu này. Như vậy đây bạn chỉ định nghĩa các thuộc tính thôi, và chúng ta bấm phải chuột chọn generate code là xong nhé, model xong. Tiếp theo ta sử dụng là SQLite này, chúng ta làm như thế nào thì ở chỗ này nó là đã tạo ra bay các bạn nhé, tạo ra bay này. Thì các bạn nhìn chú ý nhé, chú ý này, các phần import thì đây nhé, tên database đây. Rồi cái chỗ này nó chỉ là tạo database thôi các bạn nhé. Rồi như vậy đây ta sẽ tạo gì, bảng thu và bảng gì, bảng chi nhỉ, có hai bảng thôi nhé, thu chi đấy, rất đơn giản như thế. Rồi tiếp theo là ta sẽ xem đến các cái phần khác, ví dụ như là phần fragment là phải tạo tiếp theo này nhỉ. Chúng ta sẽ có các fragment tiếp theo này, có fragment này, thứ nhất là fragment khoản chi như nhỉ, đây là thư viện import của nó này nhỉ, đây là thư viện import của nó. Rồi khoản chi đấy nhé. Thì nó load lên cái phần dữ liệu của về khoản chi nhé. Đây là cái đoạn after này, chính là cái đoạn lấy dữ liệu đưa vào khoản chi này nhé. Và chúng ta cho vòng lặp và ta gì, ta để dữ liệu lên nhé, đưa vào clip. Đấy, như vậy đây là nội dung về khoản gì, khoản chi. Rồi xong, tiếp theo chúng ta sẽ đến gì, khoản gì, khoản thu, một cách tương tự nhé. Ta mở rộng này ra, nhớ là mình đang dùng cái fragment là Android nhé các bạn nhé, và thu tương tự thế thôi đúng không. Rồi đây là khoản thu, một cách tương tự ta cũng lấy data về như nhỉ, và ta đẩy lên vào clip để chơi nhỉ. Rồi đấy ok. Đấy. Tiếp theo ta có gì, loại gì, loại chi đúng không, loại chi ta cũng đọc dữ liệu nha. Rồi nhưng mà nhớ là cái này thì là các bạn sẽ phải thiết kế adapter trước đấy, bạn cứ viết vào đi, sau đó chúng ta sẽ thực hiện việc thiết kế adapter nhé, bởi vì đây chúng ta dùng adapter mà đúng không. Rồi ok. Tiếp theo ta có gì, fragment loại gì, loại thu đó, bạn cứ viết đi, có thể lỗi một tí cũng không sao nhưng mà bạn cứ viết tiếp đi. Sau đó lát nữa thì viết cái xong cái phần adapter này chúng ta sẽ sửa các lỗi nhỉ. Đấy. Rồi rồi đúng không, như vậy là ta đã xong, xem xong bốn cái fragment đấy. Fragment đấy thực ra là để load dữ liệu lên nhé, load dữ liệu lên. Đây này, cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta
đọc dữ liệu đây này, và ta đẩy vào nhé. Rồi ok nhé. Bây giờ để mà cái này nó không lỗi, để mà cái phần khoản thu khoản chi nó không lỗi thì chắc chắn là các bạn phải xem lại cho mình cái phần adapter nhé. Bởi vì adapter nó gắn với các thành phần dữ liệu đúng chưa? Như vậy ta có adapter về khoản chi này. Ok. Đấy, khoản chi đây. Adapter là đổ dữ liệu lên đúng không nhỉ? Ok. Ở đây thì cái này vẫn dùng kiểu như là list view, chưa dùng recycle view. Bạn nào mà thích dùng recycle view thì có thể dùng nhé. Bản chất thì thằng recycle view nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Đây là khoản chi adapter. Ok. Này, đương nhiên là bạn code cái này vẫn sẽ bị lỗi bởi vì những ID chúng ta chưa xem đúng không? Khoản thu này, khoản thu adapter này, đấy. Ta có thể xem khoản thu đây, thì bạn cứ viết đi đúng không? Khoản thu adapter này. Đây là khoản thu nhé. Rồi. Đấy là bạn nhìn rõ hết đúng không? Cái chỗ này mình dài tí nhưng mà cũng không vấn đề gì đúng không? Đấy. Ok. Khoản thu xong nhé. Tiếp theo ta xem loại nhé. Loại này là loại chi nhỉ, loại chi đúng không? Đấy. Đây là after loại chi này. Tiếp theo đến adapter loại thu này, mở rộng cái này ra đúng không? Đây là phần sự kiện này. Rồi ok, đấy là phần loại gì, loại thu. Tiếp theo đến PSG nha, adapter nha. Rồi ok, PSG adapter này. Ta có bao nhiêu cái PSG adapter thì ta điền vào đây nhé. Có hai cái đúng không? Rồi. Tiếp theo thì PSG adapter tiếp theo. Đấy. Ok, cuối cùng đến thống kê chi. Ok, thống kê chi. Rồi, đúng không? Xong rồi đến gì? Thống kê thu. Ok, xong rồi đúng không? Đấy là phần adapter đúng không nhỉ? Như vậy ta đã xem xong phần adapter này, xem xong phần fragment này, xem xong phần model này, xem xong phần này đúng không? Chỉ còn là những cái thành phần ở bên này mà ta chưa xem đến, phần dưới là chưa xem đúng không? Bây giờ ta sẽ mở cái phần layout từng của từng thằng nhà ta xem nhé.
layout này, giới thiệu có cái gì. Đây, chúng ta xem text để hiểu hơn đúng không? Đây, các bạn dùng nhé. Đấy. Rồi ok. Text thì cái này bạn kéo vào thôi nhé, không việc gì cả. Đây, còn layout của nó thì đương nhiên là nó như thế này nhé. Các em nhìn rõ cái này. Rồi ok. Giới thiệu xong, tiếp theo phần launching này. Nó có mỗi một con chuyên layout thôi nhé. Trong này trong này trắng không gì nhé. Nội dung nó đây. Rồi. Tiếp theo là phần main activity. Nhá. Thế đây là cái con draw đây rồi này. Include này nhé. Và map là cái gì sử dụng nhé. Thế còn cái đấy thì ở đây này nó là cái gì? Em nhìn đây. Nhá. Là đấy. Đương nhiên là chúng ta phải gõ cả những cái này nữa đúng không? Layout này, menu này, bạn xem hết. Ok. Rồi. Tiếp theo ta đến phần app 3 nhé. Có những cái này. Code của nó đây. Đúng không? Rồi. Tiếp theo ta còn con tên nhé. Con tên bên này. Ta xem phần text của nó này. Đây. Ok. UPG đúng không? Tiếp theo ta xem phần dialog thu đây. Nhìn đây. Bạn thấy đây. Đây. Cốt của nó như thế này. Nhớ là đang dùng Android X các bạn nhé. Rồi, tiếp theo đến dialog sửa này. Yeah. Tạo có tầm này thứ. Yeah, mở phần này ra để xem code. Rồi, ok. Tiếp theo đến phần dialog thu. Đây, có tầm này thứ. Đúng không? Chúng ta xem qua code của nó. Rồi. Thêm cái nữa. Là gì đến gì phần gì? Dialog xóa. Đấy. Các cái đối tượng nó bao gồm đây. Bạn nhìn nhé. Yeah. Chúng ta xem code của nó. Rồi, đã xong đúng không? Tiếp theo phần dialog là phần này đúng không? Rất nhiều thứ đây, bạn nhìn thấy con chuyên leo này. Nhìn chỗ này này. Rồi. Ok, chúng ta sẽ nhìn lại phần text. Chúng thấy là có rất nhiều thứ đúng không? Cần cái gì thì các bạn có thể đưa vào đây. Rồi ok, product mình 2 đây, có tên này thứ. Click vào đây, để xem, code. Ok. Rồi, product mình 1 rồi đúng không? Product mình 2 rồi, bây giờ product mình 3. Đây. Cấu trúc của nó đây, code của nó đây. Rồi tiếp theo ta có khoản chi, cấu trúc của nó đây, code của nó đây. Loại chi đây, cấu trúc của nó đây. Khoản thu, cấu trúc đây, code đây. Phát mình loại thu nhé. Đây là code, đây là layout. Rồi loại thu rồi đúng không, loại thu rồi.
ai từng nha, ai từng nó đây, vô đây. Rồi tiếp theo ai từng loại thu, đây là phần cấu trúc, còn đây là phần code. Rồi tiếp theo ta có loại chi, đây cấu trúc này, đây là code này. Đây là cấu trúc loại thu này, đây là code này. Rồi thống kê chi, nhìn này, cấu trúc đây, code đây. Thống kê thu, đây, cấu trúc đây, code đây. Ok. Nào, map hit the menu này, đấy, bạn nhìn thấy này. Đây là cấu trúc này, ok, đây là code này, ok. Rồi, đấy. Còn những cái này thì bạn lấy thông số ở phần dimension nhé. Rồi. Ok, đã xong cái phần này, bây giờ ta xem qua phần menu này, layout xong này. Một menu này. Menu đúng không? Menu này của nó này. Ok. Đây là cấu trúc này. Đây là code này. Rồi. Menu này của nó. Menu này chắc không dùng đúng không? Có nhưng không dùng. Rồi tiếp theo, menu này. Menu nào chắc là cũng có nhưng không dùng. Có mấy cái gì trên là dùng hơn đúng không? Navigation này cũng là có nhưng không dùng. Như vậy chỉ có mỗi thằng trên dùng thôi các bạn nhé. Thì cái này nó sẽ liên kết với cái main activity nhỉ? Cái chỗ này này. Theo xem lại cái chỗ main, main activity, activity main này, nó link đến app ba main này. Include này, nha, đấy, ok. Như vậy ta đã xong phần menu nhé. Rồi bây giờ ta đến phần bitmap, thì thực ra là các hình ảnh, không có gì đúng không? Bạn chỉ copy vào thôi. Rồi tiếp theo phần value này, phần color, phần dimension, nha, phần drawable. Rồi cái này mặc định mới có đấy. Rồi cái này bạn có thể đưa thêm thông tin vào nhé. Phần style này, có style này, và style này. Bạn khi bạn tạo thì bạn không phải code này đâu, nhưng mà mình view cho các bạn tưởng tượng ra. Rồi ok, như vậy ta đã xong cái phần layout nhỉ. Cuối cùng chúng ta xem những cái phát mừng còn lại này. Phát mừng còn lại này nhá. Bây giờ ta có phát mừng một này. Đấy, đúng không? Chắc chắn là sau khi code xong những cái trên kia là hết lỗi đúng không? Đây phát mừng một này. Lốt cái gì lên thì là bạn trông thấy rồi đúng không? Đấy, thấy gì? Thấy chưa? Thấy chưa hết từ đây? Rồi. Tiếp theo đến phần 2 này, mở rộng ra đúng không? Rồi. Cái này thì hầu hết là mình đã chữa cho các bạn ở những cái clip trước rồi. Rồi, phần 3 rồi xong ba phát mừng rồi. Bây giờ đến phần giới thiệu. Đó. Giới thiệu đây,
phận ngày tháng năm gì đó thôi. Giới thiệu ngày tháng năm, chúng ta mở rộng này ra để kiểm tra xem. Rồi, ok. Đó, ok. Rồi, đó là phần giới thiệu này. Tiếp theo đến phần launcher screen. Yeah, chúng ta chạy và ta nghỉ thời gian này. Mở rộng này ra để xem. Chúng ta dùng thread. Rồi, cuối cùng ta main activity page adapter này. Mở rộng này ra. Rồi cuối cùng ta có main activity. Mở rộng ra. Rồi. Main activity những thứ nha. Ok. Có hại đúng không? Main activity này. Này đúng không? Main activity đây. Rồi, đây. Đấy, main activity đấy. Ok, như vậy là xong main activity nhé. PG, rồi ok, xong rồi đúng không? Còn những phần này thì không có gì cả, đúng không? Như vậy để mà không bị bỏ sót thì mình kích lại từ đầu đến cuối nhé. Các bạn để ý này, nhất là Anna Manifest này. Ok. Quản trị này. Rồi, tiếp theo đến khoản thu này. Rồi, tiếp theo loại chi. Thu. After. Phép thứ hai. Thống kê chi. Thống kê thu. Cái này là cái mục
hết rồi đúng không? Rồi. Cái này rồi này. Cái này này. Tiếp theo. Đến cái này. Rồi, cái phần mô đồ quản trị này, sau khi cốt lại cái hệ thống lại cái này đúng không? Khoản thu này, loại chi này, đặc thu này, thống kê chi này, thống kê thu này, SQLite này, database này, mở rộng ra. Rắc mình rồi tiếp theo rắc mình 2 tiếp theo rắc mình 3 giới thiệu con trẻ tí tí mấy lít tí tí đây là nhiều nhất đúng không? Đây thằng này. Được. Tiếp theo tôi quay đến phần draw thì không nói gì, mong cái đấy bạn có ảnh thôi. Layout này, giới thiệu này, layout, activity main, đây. Cốt đây alpha main đây cốt đây tương tự đây cốt đây nào tiếp theo đây góc này đây cốt đây sửa này đây cốt đây thu này đây cốt đây xóa này đây cốt đây mình một đây cốt đây rồi cốt mình hai mình dùng đây cốt đây các quần ba để dùng đây cốt đây khoản chi loại chi khoản thu loại thu rồi
thu các item đây. Rồi thống kê chi thu đây phần ký tự bên menu đây rồi phần menu menu đã có một cái menu rồi thôi những cái này thì không dùng đúng không. Cái phần bitmap thì nó chỉ là hình ảnh thôi, đúng không? Phần menu đây. Rồi. Tiếp theo, cái phần gradle này quan trọng nhất này, chúng ta làm sao để chúng ta có đầy đủ các thư viện chính xác, đúng không? Đấy. Đây là phần gradle. Và cấu hình như này thì nó mới chạy được, đúng không? Cuối cùng, chúng ta phần bên đấy. Cái test đây nha. Đó, như vậy là tôi vừa giới thiệu xong cái ứng dụng nha. Về thực hiện khoản thu khoản chi nhé. Khoản chi là thống kê này. Ok. Khoản thu nhé. Là khoản chi. Rồi. Đấy. Thu chi này. Ok, đấy nội dung chỉ có thế đấy. Phần sửa thì chúng ta có thể tích ở đây gọi là một form sửa, đúng không? Đấy. Xóa thì bạn cứ kích đây là bạn xóa nhé. Ok, thêm thì kích đây là thêm nhé. Rồi. Ok, như vậy xong nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.